Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Starport, và đây là chuỗi video về tự động hóa công việc bằng Power Automate cho người mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những luồng tự động hóa đầu tiên giúp bạn giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, tập trung vào những công việc quan trọng hơn. Power Automate là một nền tảng được phát triển bởi Microsoft giúp tự động hóa quy trình làm việc. Hãy tưởng tượng rằng bạn nhận được hàng trăm email hàng ngày và bạn phải xem xét từng email một cách thủ công. Với Power Automate, bạn còn tự động lọc, sắp xếp các email dựa trên các quy tắc đã định sẵn để bạn chỉ việc cần xem những email quan trọng nhất. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian, tập trung vào những công việc chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tạo một luồng giúp ghi lại thông tin xe police khi có một người điền form trong Microsoft Form. Các bạn cùng truy cập vào trang web để vào Power Automate. Đây chính là giao diện màn hình chính của Power Automate. Để tìm kiếm các mẫu có sẵn, các bạn click vào phần template. Các bạn có thể thấy có hàng nghìn mẫu khác nhau cho từng mục đích sử dụng khác nhau. Trong mẫu template để có các thông tin cần thiết như con tờ sử dụng trong mẫu, ví dụ đây là OneDrive và Outlook. Mô tả ngắn về luồng. Ở đây chính là lưu các tập in kèm từ Outlook về OneDrive. Người phát triển là Microsoft Power Automate Community. Loại luồng, chúng ta có 3 loại luồng chính là tự động, ngay lập tức bằng nút bấm hoặc theo lịch trình. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những loại luồng này trong các video khác. Lượt sử dụng ở đây là 202.666 lượt. Quay lại với đề bài ban đầu của chúng ta, để tìm kiếm mẫu cần tìm, chúng ta search record form response. Chúng ta thấy template ta cần dùng ở đây. Các bạn click vào Record for Response in SharePoint. Chúng ta có mô tả về luồng và các nguồn kết nối. Ở đây chúng ta cần kết nối tới Microsoft Forms và SharePoint. Các bạn có thể chọn tài khoản kết nối khác khi click vào dấu bạn chấm ở đây. Các bạn có thể thêm mới tài khoản. Sau khi đã chắc chắn về các connector được sử dụng, các bạn click vào Continue. Template đã tạo sẵn cho các bạn về logic luồng, các bạn chỉ cần điền các trường thông tin cần thiết. Mình đã có một form để ghi nhận thông tin nhân sự, bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, email cá nhân và số điện thoại. Và một SharePoint với các luồng thông tin tương tự. Nhiệm vụ của luồng chính là khi có một người điền trong form thông tin nhân sự, các thông tin đó sẽ được chuyển về các cột tương ứng ở trong SharePoint. Mình sẽ lần lượt điền các trường thông tin cần thiết. Các bạn điền các trường thông tin tương ứng từ form về list. Sau khi đã điền xong, chúng ta tiến hành save và test. Mình sẽ thử điền một phản hồi để xem luồng có chạy được hay không. Các bạn thấy luồng đã chạy thành công. Chúng ta cùng kiểm tra SharePoint. Như vậy, các thông tin đầu tiên trong form đã được chuyển về các cột tương ứng. Vừa rồi, mình đã tạo thành công một luồng tự động từ template có sẵn của Power Automate. Chỉ với 3 bước đơn giản là chọn mẫu, điền các trường thông tin cần thiết và chạy thử.
Hy vọng video của chúng mình sẽ giúp các bạn có những cái nhìn đầu tiên trong việc xây dựng luồng tự động hóa phục vụ công việc. Video của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like, comment và subscribe để ủng hộ chúng mình và đón xem những video tiếp theo ở Đa Phát nhé.